một con mực siêu to khổng lồ nhá. Cái gì? Một con mực này. Ui, một con cá sủ vàng đấy. Cá vàng. Ấy, thấy chưa? Wow. Đấy. Đây, tiếp theo là món đệ được một con cá chép nha mọi người nhá. Khá là to. To dã man, thế đấy, ăn làm sao hết nhỉ? Hai món, món đệ bây giờ ngồi suy nghĩ sẽ nấu món gì đi. Ok. Nào, bên đội nguyên bất lực cả. Cái gì đây? Aisha. Xương là một xương. Xương. Tiếp tục. Ôi à, chài. Cái này là có ngọc trai nha các bạn. Tí mình mở xem cho các bạn xem ngọc trai. Để ý nếu mà hôm nay mà đội nguyên mà bóc ra ngọc trai trong lời khéo thôi chả cần thi nữa. Nhìn vào đây. Ai da. À toàn đây là toàn đồ gọi là đồ trên núi. Bò mí. Ba món của bên Nguyên là chai, bò mí và xương. Bên có vẻ không ăn thua, bên này được có hai món thôi nhưng mà được con cá chép siêu to và một con mực siêu to. Rồi, bây giờ hai đội đi chuẩn bị đồ nấu đấy. Ok. Suy nghĩ xem nấu món gì ngon nhất có thể nhá. Mọi người chờ đón nhá. Với con mực với con cá thì bên Mao Đệ sẽ làm món gì đây? Nhét mực của cá. Không được, bọn em đã thảo luận rồi. Bọn em phán đoán là con cá này chắc chắn là con cá cái hay cũng to. Mà tại vì nó đang chửi hay nào anh ạ. Thế bọn em định là xẻ con cá này ra, lấy trứng của nó nhồi ở bên trong phần thịt của con cá mực, rồi mang đi chế biến. Cũng được. Nhưng mà cá với mực à? Một bên là đồ ngọt. Gọi là mực trứng. Ôi, chuẩn, được. Ôi, tôi kia thôi. Quá chuẩn rồi em ơi. Bây giờ Tiến Vượng mổ cá lấy trứng nhé. Xong rồi còn em thì sẽ mổ con mực này. Mổ hết bên trong. Chỉ lấy mỗi trứng cá với lại mực để chế biến mọi người ạ. Khá là hay đấy. Trứng không? Có trứng không? Có đầy trứng luôn. Có này chắc đệ trứng đấy. Đúng mực trứng luôn. Hay là lấy ruột cá này này, ruột cá. Ui. Lấy ruột cá chép băm mực ra đúc rồi. Không. Trứng này mới hạng hạng này. Ui. Trứng cá này nhiều khi các bà bán ngoài chợ còn đắt hơn cả một con cá cơ. Mình cũng không biết là bọn nó đi ra mua trứng cá ra tại sao không mua mấy cả con cá đi. Nhiều hôm thì bán trứng cá đắt hơn cả con cá. Cẩn thận thế, thọc bắt phóc ra là được. Mày đang hoảng anh. Đi thố mày, cẩn thận chứ. Ui, nhiều trứng như này thì nhất nào được vào con mực. Mình sẽ lấy một nửa thôi. Một phần đẹp nhất. Mực trứng. Nghe lấy bầu trứng của nó ra khó khăn. Con bầu trứng của nó phải 2 cân. Đỉnh dã man. Một trứng to ấy. Có bầu trứng này mất dạy nhé. Đội này là đội làm mất tiền. Không chuyên. Đội này đội không chuyên rồi lấy mãi không được trứng nó ra rồi. Người ta không quan trọng quá trình, quan trọng kết quả thôi anh ạ. Được, cũng được. Rồi, gọn gàng okay. Chưa? Một món. Này quá nhiều, nếu mà đút vào con mực thì khả năng không vừa. Thì Mao Đệ đó mổ mực ra xem. Đấy, tách trứng ra. Mình phải mỗi thật khéo để cho nó không bị tuyết hết phần thịt của nó. Nát đâu, bách mạnh nha. Ui lạnh thế, ui. Vận chuyển đông lạnh. Trên kia có nước sạch nhé, rửa nước sạch. Mình ăn uống rồi, mình ăn sạch sẽ. Ồ,
Rồi, một bầu này. Lấy một bầu nhỏ. Một bầu này khác vừa khéo con mực luôn đấy. Chuẩn chỉ luôn đấy. Tí nữa ướm một phát vào. Hôm nay Mao Đệ làm món mực trứng nên có vẻ chuẩn chỉ đấy. Ui, đây mà xào dừa thì thôi rồi. Học và phát lôi nó ra là được mà. Trứng vượt tay to, chật. Ui, có trứng thế sao ấy? Trứng à? À không phải gan. Ui, chủ gan. Chú hết, vuốt quá, từ đã nghỉ thôi chị. Vuốt hết đầu ngón tay mọi người. Trong này nó đông đá. Cắn chú hết. Thế rồi. Tay to. Không vừa. Tay to không vừa. Thế thì vừa nào được quả trứng này? Ôi trứng thế sao kìa? Phải không? Không phải nó đâu anh ạ. Mỡ. Có trứng rồi này, trứng phải không? Đúng mỡ. Rồi. Đây là mang đi để làm sạch sẽ nha mọi người nhé. Xong rồi bắt đầu nhét trứng cái này với xem vừa không? Đấy, áng đó, đưa trứng đấy. À, đưa rộng. Đấy, lên kia mà rửa nhá, để anh đi xem đợi kia làm được món gì. Ủa. Vừa gì? Vừa tí nữa rửa. Vừa gì? Quên sinh ra thì nhau. Hả? Cái này làm món gì đấy? Bên Mao Đệ nó làm món đặc biệt lắm đây. Món gì đấy? Không biết, tí nữa biết. Bọn em là. Sao ấy kia đó xương xương đó. Không, em làm một món kiểu anh hay đi biển nhiều, anh hay ăn kiểu hàu nướng mỡ hành nhé. Nhưng mà đây là hàu của miền núi anh đó. À, anh lấy mỡ rồi mà, nên ăn hàu nó tốt. Đây bọn em làm cái này cũng tốt. Thịt bò chất đạm cao. Thay vào thịt hàu là thịt bò mỡ hành. Thế là thế nào? Nó lại ngọt. Tăng cường. Chưa hiểu lắm về cái món ăn của bên Thế Trạng nó như thế nào cả. Em món ăn này anh Nguyên anh đạo diễn hết nhá, không phải cho em đâu. Mày làm gì đấy? Em bậy cái này ra. Ui giời, mày không biết bậy. Nói chung là ngu, vẫn hoàn ngu rồi. Mày tin tao bậy phát nào. Đây mà. Đó, không được trợ giúp. Không được trợ giúp. Đấy. Là như thế này. Bọn em ấy là sẽ lấy cái này để nướng trên cái vỏ. Nướng á? Đây mày thái này là xào mẹ rồi. Nướng này nó nhanh chín. Nó mới. Ôi giời. Nó mới gia vị nó nhỏ vào. Kệ ông, kệ ông. Anh nướng kiểu gì đây? Cứ để anh. Đây là bằm nấu cháo thì anh cứ ghép miếng to ra cho em, xắt miếng to ra. Ôi trời ơi, ông cứa sâu vào trong, bấm sâu vào trong, bấm vào đấy cho nó chết đấy, thấy chưa, tự mở không? Hay ngu, sao lại ngu, không biết người ta phải học. Được, sau một hồi được giáo huấn thì khả năng là mình chuyển thành à, lại chuyển rồi. À chuyển rồi, kiểu ai chẳng có lần đầu. Mình không tham gia vào. Có Ngọc không? Em muốn tìm. Xem là... Đừng anh! Ý xem có Ngọc không? Ngọc đó hay nằm ở vạn thường rồi đây. Con này chưa có. Con này chưa có. Đây, trái to, ngon lắm. Nướng... Ê, thế cái này? Cái đấy thì em đúc vào túi em mang về cho con cún này em. Ui giời! Ý bạ. Ý bạ. Mang được con cún này bạn ăn đấy. Khó. Con cún đầu đen. Thôi. Mình sẽ không tham gia vào cái quá trình nấu ăn nữa để cho nó công bằng. Đấy, xong bây giờ chọc phát nào, nó tự mở luôn. Chán. Thảo nào đi học mấy trường đại học không tốt nghiệp trường nào. Chán đời. Thôi tự xử lý nhá, gia vị tất cả trên kia. Rồi lại sang xem bên Mao Đệ làm được những gì cả. Toàn bộ các cái món của mình đã làm sạch rồi nhá mọi người nhá. Làm sạch, móc hết ra rồi, rửa lại qua nhiều lượt nước, nước trắng mang đi theo ấy. Hấp dẫn hết mà. Mấy cả bây giờ món của mình đơn giản lắm. Chỉ có hấp lên là xong rồi. Hấp à? Vâng. Nhét vào đây, hấp. Nhét ra. Anh không cho gia vị vào đây à? Dạ. Trứng à? Trứng không cho gia vị à? Ít cho sau ấy. Đấy là làm nước chấm ngon. Nước chấm ngon là được. Tại vì trứng làm mất vị chết. À, thế thì món này mình khẳng định là sẽ khá là ăn dài. Khá là lâu tại vì
trứng này nó lâu chín này. Ta cũng không lấy đâu, nó tã ra hết. Trứng nó tã rồi anh. Tã ra hết, ngon rồi nhỉ. Ngon, mà nó không bị bung bét, anh biết biết tại sao không? Sao? Cho vào trong rồi, nó bung bét làm sao ra được? Ừ. Nó vẫn ở trong cái con mình đã, trứng. Mình đã mừng tượng được cái món của Bao Địa là đang ngon, tiến vượng rồi. Tiến vượng đang chuẩn bị đi thêm, lại, lấy thêm củ. Lại tiếp tục đi xem đội kia tình hình nào. Chào, xong rồi à? À đây. Giờ mình mới hiểu gọi là lên nguyên bất lực làm món gì. Thịt bò ui. Toàn muối là muối kiểu này. Không phải muối đâu, nhiều gia vị đấy. Siêu mặn. Bây giờ món này đơn giản nhưng mà có khi cũng lại ngon đấy. Tại vì sao mọi người biết đâu, món thịt bò, bò Mỹ này nó đã ngon rồi. Nhưng mà mặc dù là màu nó không được đẹp lắm, nướng mà ăn nóng thì khả năng ngon. Mà lại còn nướng trên chai chai. Chai chai thì em lại quét bơ nó thơm. Thơm. À, khả năng mình lấy con chai chai nướng cho cũng ngon. Món này cho một like. Nhưng mà chưa biết thế nào đâu, bên Mao Đệ cũng tỉnh lắm. Bây giờ lại sang bên Mao Đệ tiếp. Rồi, Mao Đệ thì... Vượng mới đi kiếm củi quay về mọi người ạ. Để... bây giờ Mao Đệ tí vượng bệnh nha. Bệnh ra thì cho Mao Đệ đút. Mực nhồi. Vừa khít. Nó nghệ thuật mực. Đấy. Vừa khít luôn. Vừa khít luôn này. Vừa khít luôn đấy. Mực nhồi trứng cá chép nha mọi người nhá. À cái này thì ngoài cắt cơn. Mực nhồi trứng cá chép. Úi giời ơi. Nó đẳng cấp luôn mọi người ạ. Đi. đi. Thế là đi luôn. Xong rồi lại rơi vào kia. Ôi giời. Cậu ông nhét vào làm gì vội. Đấy. Thì đã. Tính vượng lại lấy một cái que đi. Lấy một cái que sỏ vào đây để chặn lại. Mình phải chặn lại. Sau đến lúc nào nó chín thì làm gì thì làm mọi người ạ. Chọn đũa xong cái đũa. Tí mọi người tin không? Nhưng mà thôi mình sẽ không nhắc. Không nhắc được. Rồi. Ok. Nó không phè đâu anh ơi. Không phè nhưng mà tí nữa nó tan nát luôn. Nó nở tan nát luôn. Nó không phè đâu. Nó xem. Tí nữa còn em châm. Đây. Ơ chú. Vừa ơi. Nhấc lên. Sạch quá. Không phải như thế này. Nó mới thơm. Mà nó không bị dính nồi. Dính nồi, hấp lại dính được nồi. À, bên Mao Đệ nó đã thành công cái món này rồi. À, là hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ có nồi lửa nữa là xong thôi. Nghe hấp dẫn đấy, càng bóng này. Còn một... Chỉ sợ nó nổi đâu nhỉ? Không sợ đâu, thì nó mình cũng khứa mà. Đến lúc nó được hơn chín ấy, mình lấy con dao mình khựa cho nó đẹp. Nên nó nở ra. Rồi, mọi người chờ đón xem món Mao Đệ sẽ thành công không nhá. Món này phải chăm chút, từng ly từng tí khi nó chuẩn bị chín mọi người. Thì nó mới không bị hỏng. Xem cái kết quả của đến giờ sắp chín rồi mọi người, phải thăm ấy. Ui. Không, chín rồi. Trứng cũng chín rồi này. Như này. Thôi tí nữa. Thôi. Người ăn người nhìn khó chịu lắm. Thái cầm lấy. Đẹp mọi người ạ, đẹp mỹ mãn luôn này. Ôi. Đỉnh chưa? Đỉnh của thấy chó. Thấy vừa đẹp được không? Đỉnh của chó, hôm sau mình sẽ làm. Cấp luôn. 10 con này, như thế này. Từ đã. Có anh nào mà mở cửa gì nhỉ? Hàng ăn mà thấy ăn cắp ý tưởng này của Mao Đệ phải xin phép ý tưởng anh nhá. Bên này xem thế nào rồi nhá. Đặt cơm ấy. Bên này thì nghe khá là nhóm nhem. Ôi, bây giờ mà vẫn chưa. Đang đợi than anh ạ. Đồ ăn đỏ. Đồ ăn nóng mà anh. Đồ ăn nóng mà ăn luôn liền luôn ấy. Ăn liền luôn ở trên đấy. Liền luôn mà, chứ không phải là để ra nguội. Thông báo cho anh em biết là bên kia làm một món cực kỳ đẹp, cực kỳ ngon. À ngon thì không biết nhưng mà đang rất là đẹp. Bọn em đi làm nước chấm đây. Đấy. Cứ bình tĩnh nhá. Không là xây lại bị phạt tiếp đấy. Bên kia gần chín rồi mà bên này bây giờ mới bắt đầu. Chưa điểm. Ôi chán quá.
người ta khách đến nhà hàng mà đợi như thế này chửi cá mả lên rồi. Đấy. Mà làm cái món rõ đơn giản như căn bản là nó phải đợi củi ấy. Đợi củi. Củi có khi đốt lại còn cần quá nhiều than làm gì. Rồi. Chả. Bây giờ đến lượt đến anh đang quét nước công đoạn vào việc. Đấy. Chai chai. Mỡ hành. Bò Mỹ. Nướng bò Mỹ. Đấy, quyệt vào đi em. Từ từ anh ạ. Quyệt lấy vào đi. Bơ à? Bơ, quyệt bơ vào. Thơm nhiều rồi ạ. Quyệt cho thơm, cái này có dầu mỡ mà anh. Không phải là cái gì nhiều cũng tốt đâu. Nhanh nhanh không bắn. Bắt đầu nổ. Chuẩn bị đem lên nấu ổ đốn cho chó thôi. Ổ đốn chó. Đợi cho tình trạng xong là nó cháy hết cái vỏ cha cha là vừa. Lỡ bắn đấy. Úi giời. Úi giời. Ai à, bắn cái gì đấy? Không có ý, không bắn cái gì đấy. Có một cái miếng rồi, đừng bắn đã. Nghe cũng hấp dẫn dần lên rồi đấy. Nhưng mà bơ anh lại. Anh đảo luôn, lật luôn anh ơi. Cho vừa thì không cháy đấy. Cái hai miếng mà. Cháy làm sao được? Nghe cũng hấp dẫn đấy. Thôi kệ nó, để đang xem Mao Đệ làm gì đấy. Bên Mao Đệ thì chín rồi, chứ không biết đang làm gì cả. Cái gì đấy? Làm cái tâm sỏ vào. Sỏ, à nhắc ra. Chín rồi gì? Vâng. Bên em thì chín lâu rồi, chỉ đợi bên kia thôi. Không phải đợi nữa, đợi làm gì nữa. Nào, cứ cho ra. Đang vót ra tâm để khâu cái con mực vào mà nhỉ. Nó... lên đĩa nhìn nó mới thèm. Bà nhờ. Chưa mê. Hả? Này đi về. Này đi về bao nhiêu bà ơi? 06. 06 á? Rồi, mười cả. 22 cái. Rồi thế này luôn. Để đôi á. Để 4, 3. Ui. Quá đẳng cấp luôn. Gấp ra đây, gấp ra đây. Gấp ra đấy thì lấy tam làm gì? Đấy, khâu anh. Khâu cái dâu mực. À, khâu đầu. Khâu đầu để tạo dáng. Đấy, cho ra đây. Lại dấu chứ. Nó lại chửi cho ngu dốt. Đây. Đẹp đấy. Đẹp đấy. Đừng ra bụi. Đấy, giữ này đi. Đẹp đấy. Đây nhá, bỏ mỗi cái trứng đi khâu vào đây. Cắt bỏ mỗi cái. Cắt làm gì, vẩy nó ra là được. À. Cái này còn ở đây. Lúng vào một tí, lúng vào một tí. Lại còn phải trang trí nữa. Lúng vào thì bỏ cái đũa này khều lấy bỏ cái. Ui, nước mực ví đây. À, quá trình tạo dáng bắt đầu. Ai ốt mà. Chia vào cái lỗ vừa kinh. Ghê đấy, có kỹ thuật. Đây ngon kia em mua nha. Thế mà. Cứ bình tĩnh.
Ok. Dài thế đấy nhỉ, mực này dài thế đấy nhỉ. Ok, đẳng cấp luôn rồi. Nào, bên kia ok chưa? Xong rồi anh ơi. Xong rồi à? Nào, chuyển sang bên đấy để kia luôn. Cái này sẽ tặng cho thời cho ra đây. Nào, anh bảo, hất bỏ nước này đi. Nào. Quá đẹp luôn đấy mọi người nhá. Món mực trứng của Báo Đệ. Món mực trứng của Báo Đệ tuyệt vời chưa? Đấy. Nào, nhanh lên. Tráng nhanh lên. Rồi món này phải ăn nóng. Còn ăn nguội là đấy đấy. Nhanh lên để còn chấm điểm luôn. Đấy. Ok. Nào, sang đây. Đây, cho chủ nhân bê đi. Không lại... Oh, ok. Bên này sang đây chưa? Ăn nóng luôn anh ơi. Ok, ăn nóng luôn đi. Nóng luôn, nóng luôn. Lấy thùng xốp đặt đây đây. Lấy thùng xốp đây. Chú tiếp luôn anh ơi. Chú tiếp luôn bên đội bên kia ơi. Rồi. Rồi, đội bên ăn trực tiếp luôn. Rồi, bây giờ sẽ test món của Báo Đệ trước nha. Đầu tiên lại là phải test xem là chín như thế nào. Sống chín. Ui. Nước trắng là đẹp đấy. Chín 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 chín. Vừa chín tới. Cháu. Anh Nguyễn ơi, anh Nguyễn ơi. Mực chín rồi, tại vì chín mà thằng trâu là trong này. Mực thì chín rồi, nhưng mà trứng thì sống nhá, trứng thì sống nhá. Trứng thì sống. Rồi, ok, trừ 3 điểm. Trứng thì sống. Đây, trừ 3 điểm á. Trứng thì sống, nhưng mà sống. Mực chín hết rồi. Chín như mực mà. Ừ. Rồi sẽ bỏ hẳn kia ra nhá. Thì nếm thử cái món mực trước nha. Đây, bỏ trứng nha. Trứng này mà phải ninh hoặc là cắm. Trứng thì khó lắm. Cắm kim vào nữa, tầm 10 đến 15 phút. Ui. Test test hẳn, test cho nó chuẩn chỉ luôn nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon rồi. Ngon ngon. Anh chấm vào đây này, nó mềm. Lại còn đào đoạn than nữa. Quá ngon. Em ạ. Ngon ngon. Ngon. Mực thì chín quá ngon rồi mọi người. Tại vì cái món trứng này mà để phán đoán tay. Tại cái này vừa đầu định cứa rồi. Vừa đầu định cứa rồi. Nhưng mà nếu bọn mình không nghe thì anh nói. Nếu mà cho trứng chín thì cái này lại không ngon nữa. Không. Cái mực này rất là ngon. Thế là cái trứng này mình đoán đoán chắc chắn là nó sẽ bị sống ở trong là rồi. Nhưng mà bọn nó không khứa với không châm kim. Họ bảo càng yểm. Anh cũng bảo là chín rồi đấy. Cá lửa đấy. À. Ngay tại mà lại cá lửa em. Nhưng mà món mực ngon nhá mọi người nhá. Ngon à. Đây, trứng chưa chín chưa? Ui, chín lâu rồi. Chín chưa? Từ từ. Trứng thì còn một tí sống à. Sống hết thì còn gì. Sống từ từ, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Còn tầm 5 phút nữa là ngon. Chín. Đấy, nó phải như thế. Không phải nhìn, chả lén nó lại cháy. Đây, mực trứng. Đội bên đấy chán đấy. Có chán được đi à? Ngon nhỉ? Ừ. Thử dâu. Đây, anh ăn thử dâu đây nhỉ. Tuyệt vời. Cái dâu to không? Ngon thật. Tuyệt vời. Cái dâu ngon hơn. Ừ. Dâu giỏ. Dâu giỏ. Ngon. Ừ. Nó ngon. Dâu nó khóc luôn nhỉ? Chỉ hơi sống cái trứng này không vấn đề gì lắm. Bây giờ test đến bộ môn được chưa? Anh lấy dao mượn dao. Anh cho lên chưa? Ok. Nào để em kinh. Từ cái nào anh ăn cái nào anh chọn ăn trước là rắc bên được. Đấy trước. Rắc cái nào thì ta ăn cái đấy. Rồi. Nào, đưa đũa đây. Đưa đũa ăn nắm luôn. Ừ. Đợi khi nào nó sống. Nhìn cá. Ăn mực ngọt. Mấy món này nào. Em thấy đôi này dườm già quá. Dườm già. Từ anh em. À, chảnh nữa. Rồi, chén luôn. Rất chảnh nóng, nó phải ăn luôn. Không còn bỏng, à, nó đắng. Anh có thể chấm cũng được mà không chấm cũng được. Ừ, bơ nhiều quá, ngấy. Em ngửi thấy mùi ngán quá. Kìa, ở dưới đầy bơ. Khi các bạn nấu chín không chín là chua liền. Còn các bạn nó làm gì? Mặn được nó chín. Mặn à? Đó, mày thử nào. Ra. Mặn. Mặn. Hơi mặn thôi. Hơi mặn.
nhưng mà cũng khá là ngon nhé mọi người nhá. Nhìn như thế này mà ở nhà hàng ấy thì cực kỳ tuyệt vời đấy, nó vừa sủi. Không, nhưng mà như ở nhà hàng là bị ăn chửi rồi. Không, chửi rồi. Ôi, chửi làm sao mà cái món trứng sống như vậy, trứng sống như bị ăn chửi. Lừa cái gì đấy. Đại khái là món này khá là ok nhá. Đấy, từ những cái không hành này, những cái này nói chung là bơ thì mình ăn hay bị ngấy á. Nhưng mà cái món này của bên Nguyên thì hơi mặn một tí, ngon. Cũng khá là ngon. Nhưng mà hơi mặn, và cái thứ hai trừ điểm nữa là quán lồng không rửa. Ờ đúng rồi. Không rửa. Đúng rồi anh ạ. Bên này làm bẩn lắm. Bên này không rửa nhá. Ui, thịt không bò. Rửa đồ. Thịt bò. Không rửa đồ. Rửa nước suối nhưng không rửa lại. Nước suối đâu. Thịt bò có rửa nước suối đâu, thịt bò rửa nước can mà. Không, không rửa. Mày ơi, đừng có kiểu thấy nước sống mới bắt đầu chê cái kiểu đấy. Không thật đâu. Đây, đây, có trọng tài. Bây giờ sẽ cho hai đội tự nếm món ăn của nhau rồi nhận xét nhá. Đây. Đây. Bảo không ngon đi. Bên đấy, Nguyên. Bên rồi tự nhận xét. Cho đội bên kia sang đây ăn nóng nóng nóng. Nhanh lên, sang đây ăn nóng nóng. Nhanh. Ok, nào, thế nào? Sao? Mà đuôi xem nào. Sao? Đâu ăn miếng nào? Đây cho tí một chanh không? Nói chung là cái món mực ấy thì bản chất nó đã ngon rồi. Khi đấy. Không, nó phải sạch sẽ đấy nhá. Do em không câu được mực thôi. Em lại câu được trái trái với câu được thịt bò. Làm cả miếng đi nó ngọt. Làm cả miếng không? Ăn nó làm. Ờ, mặn nhỉ, quỳnh mặn. Thế nào? Ngon, mặn quá. Ngon nhưng mà mặn. Bây giờ cho hai đội tự chấm điểm trước. Ừ. Mùi, chấm điểm bên này bao nhiêu điểm? Nếu không, ngon nếu đấy, em chỉ nói thôi. Nếu như mà hai đội chấm điểm thì nó gọi như... Thế thì bây giờ hai đội tự chấm điểm xem nào. Nguyên chấm bên này mấy điểm? Ăn của em ngon lắm. Khó lắm anh ạ. Bỏ bát này ra không? Đội bên này mà bị trừ mất 3 điểm thì còn 7 điểm. Ai có từ ba điểm đúng rồi. Tại vì sang điểm hơn một kia bảy mua đi à? Không phải em. Không công nhận là đội ấy làm có cái ý tưởng rất là hay. Đấy. Công nhận là phải ý tưởng hay. Hay. Đấy. Rất là hay. Nhưng mà mỗi tội là đúng. Chưa thành công ở cái giai đoạn là trứng nó chưa chín. Đấy. Ừ. Trừ ra một cái đấy thì nó không sao. Trừ hẳn 3 điểm rồi. Nhưng mà bây giờ mà hai bên bây giờ để chấm điểm nghe khó lắm. Còn bên em không thể trừ được một cái gì nữa. Khó. Anh có công nhận không? Ừ. Bên này trừ ít nhất phải 2-3 cái trừ. Trừ cái mặt này, trừ cái lâu la này, trừ cái lắm bơ. Không, trừ cái lắm bơ thì có người thích bơ, có người không thích bơ. Trừ bơ cái là không rửa, trừ mất 3 điểm rồi. Không rửa là trừ sâu nhất anh ạ. Trừ mất 3 điểm rồi. Không rửa. Không, căn bản là tại sao cái thịt bò Mỹ này nó